Anh thanh niên năm nay đang ngót nghét 30 rồi. Sáng mua 5.000 sói, tối 3.000 trà đá. Anh lần luôn non phay để biết hết chuyện trên đời. Đang cái thật bình thường cũng phải gần 1.000 like. Chiếc xe cùi bấm bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời luôn vui. Buồn cho sầu dâng ước mi. Chỉ một đêm nay nữa thôi, nhớ thương một người không nhớ tôi. Vậy là dữ lắm rồi đó nha. Hey yo, what's up? Mình là Đạt Chi và chào tất cả các bạn khán giả của Sóng Vion. Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là Huy Đờ. Và rất là vui khi hôm nay Huy Đờ có cơ hội được tham gia chương trình của Vion. Đạt Chi đến với chương trình hôm nay thì có một cái điều rất là thú vị mà Đạt cũng chưa bao giờ thử, là hát một bài hát của một nghệ sĩ khác mà không phải là do mình sáng tác. Thì Đạt hát hôm nay, Đạt hát ca khúc của Huy O là Huy G đó, mọi người hay kêu là cũng là Huy G đó, nhưng mà đúng là phải là Huy O mới đúng. Ca khúc được mang tên là Anh Thanh Niên. Anh thanh niên năm nay đang ngót nghét 30 rồi. Sáng mua 5.000 sói, tối 3.000 trà đá. Anh lần luôn non phay để biết hết chuyện trên đời. Đang cái thật bình thường cũng phải gần 1.000 like. Nhớ xưa mình nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bấm bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời luôn vui. Mình thì cũng khi mà tập quá trình tập hai bài hát của anh em thì mình cũng có trao đổi với Đạt và hỏi thêm rằng làm sao để xử lý bài hát một cách tốt nhất. Thì bởi vì hai anh em mình cũng đã từng quen biết nhau và chơi với nhau từ trước rồi nên mọi người cũng hỗ trợ nhau rất là nhiều trong cái phần biểu diễn của cả hai anh em. Hâm mộ á, Đạt like rất là nhiều anh chị ca sĩ trong showbiz mình. Kể tên hả? Kể tên chắc trong chắc anh chị, tất cả những anh chị mà trong dàn sau hôm nay chắc cũng sẽ có đó. Chị Chi Bu nè, chị Bảo Anh, Nguyễn Nghĩa Chi Bi, Lily, Jack, chị Hà, chị Thu Minh, anh Thanh Bùi, anh Nguyễn Hải Phong, vân vân và vân vân. Và ai là cũng rất là dành trọn tình cảm của mình cho tất cả mọi người. Khóe mắt ước chàng cất tiếng đàn, tịch tình tan ai khóc cho nàng. Nghe như bao yêu dấu chưa hề phai, đêm nay tôi nhớ thương về ai. Buồn thêm nữa đi, buồn cho sầu dâng ước mi. Chỉ một đêm nay nữa thôi, nhớ thương một người không nhớ tôi. Vậy là dữ lắm rồi đó nha. Và tạm biệt mọi người, và hẹn mọi người sẽ gặp Đạt ở trong Sóng Vion. Mọi người hãy cùng chờ đón xem màn trình diễn khá là thú vị của hai anh em mình trên sân khấu nha.